Essay 88. Tiểu luận 88. A rainy day. Một ngày mưa. Yesterday we were supposed to go on a picnic if the weather was fine. Hôm qua chúng tôi dự định đi dã ngoại nếu thời tiết tốt. When we got up in the morning it was raining only slightly. Khi chúng tôi thức dậy vào buổi sáng trời chỉ mưa nhẹ. We thought that it might clear up and that we would still be able to go on the picnic. Chúng tôi nghĩ rằng mọi chuyện có thể sẽ qua đi và chúng tôi vẫn có thể đi dã ngoại. While we were having breakfast, the rain got heavier and heavier. Khi chúng tôi đang ăn sáng thì mưa càng lúc càng nặng hạt. It was soon pouring. Trời đã sớm đổ mưa. My sister Jane and I have to take our dog, Patch, for a walk in the mornings. Em gái tôi Jane và tôi phải dắt con chó Patch của chúng tôi đi dạo vào buổi sáng. We did not really want to go out in the rain, but we put on our anoraks and Wellingtons and set off. Chúng tôi không thực sự muốn ra ngoài trời mưa, nhưng chúng tôi mặc áo choàng và ủng đi mưa và lên đường. There were puddles everywhere and Patch jumped in all of them. Có những vũng nước ở khắp mọi nơi và Patch đã nhảy vào tất cả chúng. He loves water. Anh ấy yêu nước. He loves to walk along the path beside the river. Anh ấy thích đi bộ dọc theo con đường ven sông. We walked down there and saw that the level of the river was much higher than usual. Chúng tôi đi xuống đó và thấy mực nước sông cao hơn bình thường rất nhiều. In some places it was overflowing its banks. Ở một số nơi nó đã tràn bờ. Suddenly Patch ran forward to the river. Đột nhiên Patch chạy về phía dòng sông. He jumped in and tried to swim, but the water was too deep. Anh nhảy xuống và cố bơi nhưng nước quá sâu. We thought he was drowning. Chúng tôi tưởng anh ấy đang chết đuối. Fortunately, a man on the river bank waded through the water and got Patch. May mắn thay, một người đàn ông bên bờ sông đã lội qua nước và cứu được Patch. We were very grateful to the man. Chúng tôi rất biết ơn người đàn ông đó. We were also very pleased that Patch was safe. Chúng tôi cũng rất vui vì Patch đã an toàn. In future we are going to keep him away from the river when it is raining heavily. Trong tương lai chúng tôi sẽ giữ anh ấy tránh xa sông khi trời mưa to.